Ôi chà. Đấy, xuống tiếp tục này. À, con này kéo khỏe nhá. Con này kéo khỏe thật. Khỏe con này. Rồi. Nói chung cũng được. Ê, chưa gì lúc nãy anh em đã dọa làm hoảng. Ê. Đừng đau đường. Đường nó cũng lên được ấy nhỉ. Lên. Đập pha cạp. Ô, chỉnh sâu xuống tí nữa thì nhả cái con ốc lúc nãy em vặn ở dưới lò xo lên ấy là nó xuống sâu. Này sâu được 20 phân rồi. Đâu đó. Này năm chảo mà đất nó ấp đẹp này. Nó xấu đấy. Đẹp đấy. Nó đập đẹp đấy. Quả chuẩn đấy. Cô ơi, đất của nhà cô đây hả? Thế thì để chú này chú ấy cày hộ mấy đường để cải tạo đất. Có phải chỉnh lại bánh lái tí không Long nhỉ? Nhìn nó hơi siêu tí. Chứ anh nhìn thấy chạy thì đất đẹp lắm rồi. Đất nó đào lên thì nó đẹp rồi. Đất lên quá đều luôn. Ôi. Tầm đường thôi, đường cày đường để. Cứ kinh mất đường. Mất đường thì cày xe máy mà. À, cái đường để xe máy lên kia đấy đã. Đây nhá. Quá là ok rồi, dàn chảo năm. Năm 018 tại Yên Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An. Long ơi, chỉnh lại bánh lái một tí. Sâu nhá. Ăn đa nửa chảo rồi. Anh ơi, thôi để tiện thể em chỉnh lại cái bánh lái một tí cho cái bánh nó thẳng này. Cái này nó còn xuống nữa, để cắt nguyên gốc này. Thái đứt gốc này rồi. Ăn xuống. Gốc này thì gốc này thì ăn thua gì đúng không? Nổ máy nâng lên tí. Anh nổ máy nâng lên hồi em một tí. Mở ra cho mấy tay cái bàn thử đẹp nè. Đó mới chạm, mới chạm lại chạm cho ngực cứ ngực. Bạt đấy này, bạt đấy phải chặn hết đấy. Ai cười? Tự nhiên ai khiển mi vô cay. Cái bát để chú cho ăn được. Rồi ok. Tao khiển mi vô cay à? Chó khiển. Vô cay bắt đang đi của chó nó là chưa. Để chăm gái nó ăn trưa rồi để rau ngắn hay để bỏ lưỡi vô để rau. Em mới đâu ra anh ạ. Đâm rồi để quá đi Mỹ bắt tay bắt. Khóa con này lại. Hắn là chó chạy ra đây đột mày đó. Có thể đang liên quan chí mà. Mà đưa cái cây để cho họ đi. Tay bắt đưa cái việc ra. Đưa cái cỏ này nạt thôi. Ôi ok thế thôi, tạm thế thôi. Ok rồi anh ơi. Không trông nó thế thôi đấy. Rồi đấy. Không vặt đầu là ở cái này. Vặt đầu là ở đây này. Anh lại tới cái đó ấy. Đúng rồi. Dạ vâng. Đấy, hết vặt ngay. Chào đất lật về nó đẹp đấy. Căn bản nó đều đất anh ạ. Đúng rồi, nó đủ đều đất. Lật thì đẹp đấy anh. Đây nó lại này chỉ có anh bảo là nói chung là cái thương hiệu của nhà em nó đi khắp đất nước này rồi, thế nên không không ấy làm sao mà dám tự tin 300 cây đem có mỗi cái chảo chạy vào đây. Em thấy nó thẳng ấy đẳng quả mà
Phải đẹp đấy, nó lật đẹp đấy. Căn bản là đấy, như đi này là còn sâu nữa anh này. Vì là em tại sao lúc nãy em phải chỉnh gần lại đấy, chứ nếu để xa sâu con này không kéo nổi. Con này phải lên con 6.000 thì kéo được. Con này thằng em này. Ở đầu con này giờ phải thêm một quả tạ nữa. Cày từ trên này chạy xuống là dễ cày hơn là cày từ dưới đi cày lên, bởi vì nó dốc ngược. Ngập nửa chảo con quái nữa. Chào mừng anh em trở lại với Facebook Cày Chảo Vũ Hải trong buổi chiều ngày 11 tháng 8 hôm nay. Hôm nay anh em chúng tôi đang có mặt tại Yên Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An để lắp đặt và trải nghiệm dàn cày 5 chảo chuyên cày đất bãi cho máy 5018. Với những cái đường cày đầu tiên, máy chạy khá là ổn định, độ sâu cày trung bình là 20 đến 25 phân. Sâu quá, xong là cày ngược dốc. Anh Bác ơi, đi đoàn mà chơi cho cái sao thử có đi không? Ok rồi. Đất này là khoai lắm này, này. Đất xe chạy. Bắt đầu anh lại chuyển lên cái vùng đất mà gọi là cao cấp hơn một tí nữa. Em lại có bộ đi theo thôi. Cố gọi là tạo điều kiện cho anh em test vài đường thử thoải mái. Lên cái vùng ở đất khó hơn. Anh em theo dõi thì không biết là mạng có khỏe không anh em ơi. Đó, ra cái vùng này thì khó hơn đấy. Anh em vào đây rồi. Oa chà, khó hơn thì khó nhưng vẫn chơi hết rồi. Nhưng mà đất này rắn đấy, đất này đất rắn. Đất đâu kia, đằng kia nó chuồng đất xấu. Đằng này là nền, này là nền thổ rồi. Nhưng mà rắn cứ lột lên được thế này được, máy đi thẳng là ok rồi. Này muốn xuống sâu hơn ấy là bớt đi một cái anh ạ. Chào Băng Liên họ Đặng nhá. Đất này muốn sâu nữa là tháo ra một cái, chỉ để 4 cái thôi, ít chảo thì nó mới ấn sâu được. Còn để nhiều chảo thì nó chỉ lên được lát nhỏ thôi. À.
là đập cho ngoài của em bắt không có nhau thì bán chào là căn bản là cái đường cày lại này nó không bị đùn, nó không bị dính, đúng rồi, là ok này. Còn đâu là nó đất thổ này nó xuống được như này là ok rồi. Còn đâu là mình đi cày thì mình cũng phải lựa đất mình cày chứ anh. Nói bảo hơi quá một tí mà anh em chạy cái dàn 45 triệu với cái dàn là vâng. Và chạy cái dàn 45 triệu với cái dàn nửa tiền, dàn nửa gọi nửa non tiền thì thế này quá chấp nhận được rồi. Nó lật đất lại được. Vâng. Được đó. Lật quá đẹp luôn này. Các cái cày kia mà cày kiểu này là nó ùn hết luôn. Đúng rồi, nó ùn lên chắc. Nó ùn thành đống luôn. Mà nó cuốn lu vào luôn, nó không lật ra được. Anh này anh kinh nghiệm cày lắm rồi. Em nhìn cách anh thử cày em biết. Anh ấy lâu lắm rồi. Đằng kia là nó cứ đùn 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 nó lên một đống ở đằng trước chảo luôn, nó không cắt ra luôn. Em chào anh Hồ Thanh Tấn nhá, chào chú Hải Ti. Chào anh Trần Vũ, chào anh Liên, chào bác Phó Tiến sĩ nhá. Em chuyên gia bán chảo này à? Em là chuyên về chảo này. Quanh năm chỉ có sản xuất chảo không thôi. Rất không... chi là tốt anh em nhá. Chào không gì. Đây đây là em trai của bác chủ. Còn bác chủ thì đang ngồi trực tiếp sử dụng máy đây. Bác tài rất là thành thạo về kỹ năng lái máy rồi. Em đi test cày rất là nhiều nhưng mà để những bác chủ mà chạy máy vừa có tốc độ mà vừa là có những cái pha test cày đi vào lòng người này thì ít lắm. Nếu mà muốn nó sâu nữa thì cái bên tay trái này anh lại cho thấp nó xuống một tí nữa thì là nó lại thế chảo của nó lại xén vuông xuống dưới. Vì cái bên đấy càng thấp xuống thì nó càng xén vuông. Nhưng mà nó chỉ đối với cái dàn này thôi. Còn mỗi dàn nó lại chỉnh một kiểu ấy. Hoặc là như dàn này mà mình đất này mình muốn nó sâu nữa thì mình lại bớt ra, cũng là cái vị trí năm chảo kia mình bớt ra một con. Mình chia thành bốn. Như cái khoảng đầu em chia nó thưa đấy thì là chạy xuống sâu. Đất này đất thổ thì thế này thôi. Hôm nay em ốm quá anh ạ. Đây như đoạn này là mấy đường cày à đâu, đường này chưa sủi được hết sơn ra, vẫn còn sơn còn dính dính ở đây. Thuộc anh ấy. Dạ không em không hút. Thuộc anh ơi. Hai thằng nghịch chị đi ơi. Hết bờ là phải để lên lúc đầu em chỉnh ấy. Nó xá thưa nó ra tí nữa nhưng mà thưa thì nó lại ăn mà đất như thế này thì ok nhưng mà đất kia nó lại nặng quá. Mà đất cứng này thì nó lỏi. Nên mình để nó vừa tầm thôi. Dòng này thì nó chỉ ăn được sâu thôi. Không, tháo một lưỡi ở giữa ra xong anh chia lại thành bốn khoảng đều nhau. Còn nếu mà máy mà đủ khỏe như lúc nãy thì là để nguyên cái khoảng cách thưa như lúc nãy em để.
chảo lần 1 thì đổ vì con vái này đổ đều được. Còn lần 2 là đổ cũng đều. Lần 2 thì bây giờ cũng... Cái cún là trường hợp là có gạo. Ok rồi anh em nhé.